cuộc hành trình về mẫu lễ, mẫu Đông Quương. Hello, hello, chào quý vị và các bạn. Hôm nay mấy anh em mình về đền mẫu Đông Quương để lễ và đền Bảo Hà, lễ Phật, lễ Thánh, lễ Đức Thánh Quan Hoàng 7. Và vào đền mẫu, đền Cô Tân An để lễ. Trong cuộc đi đang hành trình đi trên đường từ Hà Nội đi lên trên Lào Cai thì phải đi qua Yên Bái. Sau đây mình giới thiệu cho quý vị các bạn phong cảnh của đền mẫu Đông Quương nhé. Đây là không gian sân cảnh của đền mẫu Đông Quương, đã xây dựng xong hết rồi, xây mấy năm nay rồi, nhân dân vẫn đổ về tấp nập để lễ Phật, lễ Thánh, lễ mẫu. Cho em nó mượn cái máy lửa. Đây là trước cửa đền mẫu Đông Quương. Giờ họ xây khang trang đẹp lắm. Mới xong được 1-2 năm nay mà. Trước cửa sân có hai cây bưởi rất đẹp. Ở bên trong điện thì ngày xưa là không có tượng, mà chỉ có những tảng đá người ta xếp lên thôi. Nhưng bây giờ thì họ sửa và thay đổi lại hết rồi. Thì bên trong có đầy đủ các tượng Pháp, thờ Phật, thờ Tam Tòa, Đức Thánh Mẫu, Tứ Phủ Công Đồng, Vạn Linh, Thánh Đế, thờ Bà Chúa, Đệ Nhị và thờ Ngũ Vị Tôn Ông, Hội Đồng Quan Lớn, Tứ Phủ Đức Thánh Quan Hoàng. Bên tay phải thì thờ Đức Thánh Trần, bên tay trái là Tứ Phủ Đức Thánh Quan Hoàng. Vẫn đông lắm, bên ngoài đằng cổng kia vẫn đông lắm, nhân dân thì đông lắm. Toàn trai tài gái sắc về lễ. Kể cả quan chức cũng về rất đông. Mặc dân sự thì không ai biết được. Chụp ảnh lại đứng chổng đít vào. Cô này là muốn lên tivi lắm đấy. Đây là lúc lễ xong rồi thì mình bắt đầu mới đi ra, chuẩn bị đi ra cổng này. Để đứng ở đoạn gần cổng quay tổng hợp lại tất cả, review cho quý vị các bạn toàn cảnh của đền mẫu Đông Quương. Đây là khu ghi công đức
sao của em này bị mất à? Sao của em mất nhỉ? Sao của em lại mất? À đây. Hin lu hin lu. Hin lu hin lu. Hả? Sao mày của em chán thế? Kia là bến bãi xe và để bày lễ. Nhà để bày lễ cho khách thập phương về. Bày lễ cắm hoa. Sau cái đó là mình bắt đầu mới đi lên trên Bảo Hà. Mấy anh em vào quán nhà hàng ăn. Chưa ai ăn lẩu thắng cố bao giờ cả. Mấy anh em mới rủ nhau quyết định vào ăn món lẩu thắng cố Bảo Hà nha, ai ăn không? Xem như thế nào. Mua về là mua về lẩu là. Mời các bạn ăn nhé. Giới thiệu quý vị các bạn, đây là món lẩu thắng cố nhá. Lẩu thắng cố đặc sản của Bảo Hà đây. Những lần đầu tiên ăn món này xem thế nào. Thắng cố là gần như là gọi là ngựa đúng không? Thịt ngựa, lòng ngựa. Ui dồi ngon đấy, yeah. Ngon lắm. Chất luôn cái mèo này. Cái này đến nghiện thôi. Nghiện nó thôi. Mời quý vị các bạn quánh chén nhá. Lần đầu tiên ăn lẩu thắng cố này là ăn nó nghiện đấy, ngon đấy. Trông ngon lắm. Thắng cố Bảo Hà Lào Cai nhá. Mời quý vị các bạn có đi qua thì thưởng thức nhá, xem vào thì thưởng thức nhá. Ui giời ngon lắm. Không biết là gồm có những cái gì nhỉ, kể ra có người giới thiệu giúp nhỉ. Nhà hàng thắng cố, nhà hàng mạnh lưới. Ăn đi. Sau đó là vào lễ và đền Bảo Hà và đền Cố Tân An. Lễ xong là mấy anh em bắt đầu lại lên đường về về Hà Nội đây. Hẹn quý vị và các bạn các chương trình sau nhé. Thân ái chào quý vị và các bạn. Bye bye.